Hòa Minzy hóa gái quê, nũng nịu bên Chun Phạm. Nữ ca sĩ mặc áo bà ba, tình tứ nếp sát vào chàng đồng nghiệp trong hậu trường show 5 gương mặt thân quen 2017. Hòa Minzy hào hứng khi được mời trở lại sân khấu gương mặt thân quen, hỗ trợ tiết mục của Chun Phạm. Cô đội tóc giả dài thước tha, mặc trang phục bà ba, hóa thân thôn nữ miền Tây Nam Bộ. Chun Phạm cũng rất khác lạ khi ăn mặc giản dị, bắt chước hình ảnh của đàn anh quốc đại. Trong hậu trường buổi tập luyện chuẩn bị cho đêm thi sắp tới, Hòa Minzy tình tứ nếp sát nũng nịu với Chun Phạm. Cô rất vui khi có cơ hội đóng vai vợ của chàng đồng nghiệp trên sân khấu. Hai ca sĩ nhí nhảnh chiêu đùa nhau chụp ảnh vui. Chun Phạm chia sẻ, Hòa Minzy khá tăng động, hoạt náo nên khó thể hiện vai người phụ nữ đầm thắm giống Cẩm Ly. Cặp đôi gặp nhiều khó khăn khi tái hiện lại hình ảnh song ca Cẩm Ly và Quốc Đại. Nhạc sĩ Hoài An hướng dẫn Chun Phạm tập luyện. Cựu thành viên nhóm 365 sẽ cùng Hòa Minzy biểu diễn ca khúc Cà phê miệt vườn. Show 5 gương mặt thân quen phát sóng vào lúc 21:15 ngày 10 tháng 6 trên kênh VTV3. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!